Hello cô chú anh chị và các bạn. Và theo như nguyện vọng của rất nhiều cô chú anh chị và các bạn hay hỏi Thắng ở trên livestream cũng như hỏi trên các cái nền tảng khác ấy, để hỏi Thắng là ngoài những cái dự án Thắng chia sẻ ra thì còn cái dự án nào khác hơn không mà có một cái tiềm năng cao không? Thế thì sau một cái quá trình khoảng tầm nửa năm Thắng có tìm hiểu về cái dự án này thì hiện tại Thắng thấy rằng nó đã có một số những cái cập nhật mới và rất là rõ ràng. Và cái dự án này nó sẽ khá là tương đồng với cái cách mà cái dự án Grassnode của Win Network họ làm việc. Dự án này có tên là Mansion Network. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cái cách đầu tiên đó là cái dự án này nó như thế nào và cái tiềm năng nó ra sao, cái tokenomics của nó là gì trước khi chúng ta quyết định cài đặt hay không. Và có một cái điều đặc biệt là khi mà chúng ta chạy cái nốt của cái mạng Mansion Network này, chúng ta có hai lựa chọn. Một là chúng ta có thể chạy trên điện thoại mobile hoặc là chúng ta có thể chạy trên PC, trên laptop đều được ha. Thì đấy là một cái điểm rất là hay. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào cái nội dung đầu tiên, đó là về cái phần thông tin của nó ở đây. Thì trên này tất cả những thứ gì chúng ta cần biết đó là những cái thông tin về cái dự án. Thì bây giờ Thắng có thể kích phần vào cái phần dịch nha, để cho cô chú anh chị của bạn có thể hiểu một cách dễ dàng hơn. Thì cái dự án này ạ, đây, Mansion Network đang cách mạng hóa Web 3 bằng cách thiết lập một cái môi trường băng thông hợp lý thông qua giao thức blockchain, thay thế các mô hình bán hàng dựa trên lao động lỗi thời. Cách tiếp cận đổi mới của chúng tôi hợp nhất và kiếm tiền từ băng thông nhàn rỗi từ người dùng lâu dài với chi phí thấp chưa từng có, đóng vai trò là nền tảng cho việc lưu trữ, tính toán phi tập trung và hệ sinh thái Web 3 dApp đang phát triển. Cái tầm nhìn của dự án này là nó là tạo dựng thị trường băng thông lớn nhất thế giới. Mansion hình dung ra một cái tương lai nơi người dùng dễ dàng trao đổi băng thông dư thừa, có để lấy token. Đó. Vậy là mình nhìn như thế này là nó sẽ khá giống như cái dự án Grassnode của cái Win Network ha. Thì cái chạy nốt của cái mạng Mansion này nó tên là GagaNode. Còn cái mạng lưới chính của nó là Mansion Network, cũng giống như là cái Grassnode là cái nốt để chạy, còn cái mạng lưới chính của nó sẽ là Win Network nha. Thì ở đây người ta ghi là không giống như các mô hình bán hàng thông thường, Mansion từ chối cách tiếp cận từ trên xuống được các nhà cung cấp đám mây hiện tại ưa chuộng. Thay vào đó, họ ủng hộ việc trao đổi thông qua băng thông mở, cung cấp các cái giải pháp thay thế, giải quyết nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Mô hình của Mansion mang đến sự linh hoạt và khả năng mở rộng mà không cần xác định vai trò cứng nhắc. Đó. Thì cái này nó rất là khác nha, nó không lấy người dùng làm trung tâm mà nó lấy cái sử dụng cái người ta gọi là sự linh hoạt. Cho dù người đó là người dùng thông thường kết nối với mạng Starlink, mạng Internet Starlink á, của họ hay nhiều nhà phát triển liên kết với viễn thông khác nhau trên toàn cầu, Mansion đều đáp ứng được cái đóng góp đa dạng. Nhìn về phía trước thì Mansion mong muốn khai thác tài nguyên từ các nhà cung cấp đám mây lớn như là Amazon, Google, hình dung ra một tương lai nơi thị trường của Mansion mở rộng phạm vi tiếp cận, tất cả đều được điều hành bởi một nhóm tận tầm 100 cá nhân tham gia Mansion để định hình lại tương lai vì tập trung. Đó là cái lời giới thiệu của nó về cái dự án này ha. Tóm lại về cơ bản mình sẽ hiểu rằng đây là một dự án nhằm khai thác băng thông, và một cái điều đặc biệt là nó khai thác được trên cả mạng lưới Starlink của Elon Musk đó, cũng như là mạng lưới băng thông thường ngày bình thường, ví dụ như mạng ở Việt Nam có VNPT, FPT, rồi chúng ta có mạng Viettel đó, thì đều khai thác được. Cái mục tiêu của nó sẽ là khai thác tài nguyên từ các nhà cung cấp đám mây lớn như là Amazon và Google. À, thì đấy là một cái điều mà rất chỉ là quan trọng chúng ta cần biết. Thì dưới đây là ba cái sản phẩm người ta đang cung cấp. Cái sản phẩm thứ nhất có tên là CDN Gateway X. Thì cái sản phẩm này nó là cái sản phẩm cung cấp cơ sở hạ tầng phi tập trung dựa trên các cái nút Mansion. Thì cái này á, nó là một trong những cái sản phẩm mà nhằm phục vụ cho cái mục đích là mà chúng ta gọi là Google đó, đây này, phục vụ cho cái mục đích gọi là cung cấp đám mây lớn cho Google và Amazon đó. Cái sản phẩm thứ hai là GagaNode, chính là cái mà chúng ta sẽ hướng tới chạy trong ngày hôm nay, ai cũng có thể chạy. Cái sản phẩm thứ ba đó là AP Cola, thì nó nhằm mục tiêu là xử lý và nạp dữ liệu cho cái AI trên hàng triệu các cái GagaNode đó. Thì cái này chúng ta sẽ tham gia với cái nền tảng là GagaNode như này ha. Thì đây là cái nguyên tắc hoạt động của Mansion này, các bạn có thể nhìn thấy qua. Thì đây là cái mạng lưới chính của nó, Mansion với cái nốt là GagaNode. Thì nhiệm vụ của nó là lấy các cái IDC băng thông đó để mà có thể sử dụng nó như là một cái chức năng, là một cái máy đào để phục vụ cho điện toán đám mây, phục vụ cho Internet of Things, phục vụ cho cả Web 2 cũng như là phục vụ cho Web 3 nữa. Như vậy là trong tương lai, nếu như mà Internet thinh, tức là Internet vạn vật, nó sẽ cần một cái đơn vị mà nó ở trung gian, nó xử lý các cái băng thông như vậy để tiết kiệm chi phí cho các cái quốc gia. Bởi vì là chúng ta cũng phải thừa nhận thực tế rằng là gì, không phải quốc gia nào cũng có điều kiện sử dụng cái Starlink của Elon Musk.
mà một số quốc gia nghèo hơn vẫn phải sử dụng băng thông từ các cái nguồn internet cáp quang bình thường. Và cái sự chuyển đổi này nó sẽ mất rất nhiều thời gian, cho nên là dù sao nó cũng cần một cái doanh nghiệp đóng một cái vai trò lớn ở trung gian để giải quyết vấn đề này. Thì ở trên thế giới hiện tại có rất nhiều đơn vị đúng không, ví dụ như là chúng ta thấy có Mansion Network chúng ta đang giới thiệu ở đây, có Glassnode của Win Network và có rất nhiều những cái dự án khác nữa. Tóm lại là Gaganode là cái xương sống của Mansion Network, qua đó nó thực hiện các cái nhiệm vụ như là làm điện toán đám mây cũng như là làm các cái giải pháp về Web 3. Đấy là cái nguyên tắc của nó. Và cái điều quan trọng chúng ta cần quan tâm là cái dự án này nó sẽ có cái tổng cung là bao nhiêu, token của nó như thế nào ha. Thì đây là một số những cái thông tin bạn quan tâm. Thì cái dự án này có cái mã thông báo nó có tên là MSN, với cái tổng cung, nguồn cung ban đầu của nó là 100 triệu đồng này thôi. Với cái việc thông báo ở đây 100 triệu thì nó sẽ phân bổ như sau. Mình có thể nhìn thấy ở đây là các cái màu sắc và trên này là cái phần nó ghi rất là rõ rồi, là bán mã thông báo riêng. Với cái bán mã thông báo riêng này thì là sẽ là 26 triệu đồng MSN. Bán mã thông báo công khai là 6 triệu MSN. Bán mã thông báo riêng này là chỉ bán cho các cái doanh nghiệp họ đầu tư vào thôi. Còn bán mã công khai này là bán dành cho chúng ta ai cũng có thể mua được. Bán cho cộng đồng hệ sinh thái này, dành cho cộng đồng hệ sinh thái là 26 triệu. Đặt quỹ trước quỹ là cái quỹ của nó là 20 triệu, dành cho đội ngũ core team là 15 triệu, đối tác của họ là 6 triệu và ánh xạ thử nghiệm là testnet là đã có, chúng ta có là 1 triệu ha. Thì đấy mình có thể thấy rất là rõ là cái con số rất là rõ ràng như vậy. Cái testnet của chúng ta được 1 triệu thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu khai thác nó và nhận được cái token thưởng trong cái phạm vi của nó là 1 triệu mà thôi, rất là ít các bạn. Vậy nên Thắng tin rằng là với cái mức lập lộ trình của nó như này, Thắng tin rằng nó sẽ rất chi là tiềm năng về cái dự án này. Và cái điều đặc biệt ở đây là cái dự án này nó có cái sự hợp tác rất chi là lớn. Và với cái sự hợp tác của họ là họ có các cái backer đằng sau, ví dụ như là Hash Global, ví dụ như là chúng ta có Deorient Capital này, mình có Maverick, mình có Husky, rất nhiều những cái dự án mà những cái đơn vị họ đầu tư rất là lớn, các bạn có thể nhìn thấy những cái đầu tư rất là nhiều. Cái cộng đồng của nó ở đây cũng có, và cái đối tác của họ quan trọng nhất mình sẽ nhìn thấy đó là gì ạ? Đó là BNB Chain. Đó. Và cái thứ hai là Arbitrum, thứ ba là Filecoin, thứ tư là OKX với cái OKC. Có các cái ví hỗ trợ như là ví Phantom này. Rồi mình thấy có cả CyberConnect, một trong những cái dự án rất chi là nổi tiếng gần đây. Rồi KTN nữa. Đó, mình thấy như này mình có thể thấy rằng là cái dự án này nó sẽ hợp tác với rất nhiều đơn vị, và chắc chắn rồi khi mà nó lên trên sàn thì nó sẽ ưu tiên những cái sàn như là Binance, như là OKX, rồi nó lên ví thì nó lên ví Phantom. Đó. Rồi có thể cái token nó được hỗ trợ trên mạng lưới Arbitrum và mạng lưới BSC nữa. Đó, có thể nó hỗ trợ trên cả cái mạng lưới OKC đó. Như vậy mình có thể thấy rằng là cái token này nó sẽ ở khắp mọi các cái nền tảng khá là OK. Cái việc lựa chọn Arbitrum này là một cái lựa chọn khá là ổn, vì cái phí giao dịch của Arbitrum nó rẻ hơn rất là nhiều so với phí giao dịch của Binance, của Ethereum. Và tất nhiên rồi nó vẫn đắt hơn là của Binance, nhưng tuy nhiên rằng mình thấy rằng nó có đa chuỗi đúng không? Như vậy là rất là tuyệt vời. Cho nên là khi nó có đa chuỗi thế này thì nó có hai khả năng. Một là nó sẽ list lên trên các cái chuỗi này trước. Sau đó là nó sẽ tạo ra blockchain sau. Cũng giống như cái cách mà cái thằng ICE Network đang làm, nó list lên trên Binance Smart Chain này, ETH trước, sau đó là tháng 10 năm 2024 nó sẽ bắt đầu có cái blockchain riêng của nó. Thì đấy là một cái cách, còn tất nhiên Thắng không biết chính xác được là nó sẽ muốn làm như thế nào về cái điều này. Rồi, thì chúng ta quan tâm đến cái tiếp theo nữa là cái lộ trình của nó. Cái lộ trình của nó thì nó đã khởi nguồn từ năm 2020 rồi. Tức là cái dự án này chúng ta đã đi được khoảng gần 4 năm các bạn. Thì đến cái thời điểm hiện tại á, thì thực ra là nó khởi nguồn là 4 năm, nhưng mà cái thực tế của nó là bắt đầu chạy testnet từ năm 2021 thôi. Đó. Và khi chạy testnet xong thì bắt đầu cái mô hình phát hành mã thông báo năm 2022 mới diễn ra, và khởi chạy nốt mới từ năm 2023 thôi, tức là mới chạy được đâu đó 1 năm thôi các bạn. Chưa có nhiều về cái này ha. Thì bây giờ bắt đầu là cái thời điểm mà nó bắt đầu nở rộ hơn về cái này. Thì mình có thể nhìn thấy là nó bắt đầu có cái dấu hiệu mainnet vào đây, mình có thể xuống đây vào năm 2025 là cái mainnet 3.0 của nó sẽ diễn ra nha.
Rồi. Trong năm 2024 này nó sẽ tập trung vào có mainnet nhà đây này, mainnet 2.0 sẽ hỗ trợ toàn cầu nối tương thích EVM. À, thì cái hỗ trợ các chuỗi EVM khác nhau, hạ thấp ngưỡng cho người dùng sử dụng mạng và bắt đầu tích hợp các cái nút phân tán như một phần bổ sung cho mạng. À, thì nó sẽ phát hành ra cái sàn giao dịch có tên là Bandwidth Exchange. À, và ra mắt cả cái sàn giao dịch của phái sinh là Bandwidth Exchange này này, cũng như là thị trường giao ngay bản spot này và future. Đó, đại loại như thế. Rồi thì đấy là một cái rất là hay, và mình có thể nhìn qua đây là cái explore của nó này. Đó, thì tất nhiên nó đang trong quá trình phát triển thôi, nó chưa thể nào mà sẵn sàng ngay được. Thì đấy là một cái điều mình thấy rằng cái dự án này Thắng nghĩ rằng nó cũng khá là tiềm năng để chúng ta có thể bắt đầu khai thác nếu mình chúng ta muốn ha. Và sau đây chính là một phần hướng dẫn của Thắng về cái việc thiết lập cài đặt cái nốt cho cái dự án Mansion Network này. Rồi, và để bắt đầu chúng ta có thể khai thác được cái Mansion Point để chúng ta đổi ra cái token Mansion trong tương lai. Thì đầu tiên các bạn kích vào cái đường link ở phần mô tả của video hoặc phần comment để chúng ta bắt đầu có thể tiến hành vào trong cái giao diện như thế này. Cái giao diện này nó sẽ là tương tự đối với cái giao diện của cái điện thoại thông minh nha, của chú anh chị các bạn. Thì đầu tiên là các bạn điền cái email của nó vào đây thôi. Thì các bạn điền email vào nha. Rồi, sau đó bạn điền password này. Rồi, chúng ta làm cái captcha đây, ví dụ ở đây nó có cái phép toán là 8 nhân 1 cộng 16, 8 nhân 1 cộng 8, 8 cộng 16 là 24 này. Rồi. Thì ở cái phần tiếp theo là cái phần input your vcode thì bạn phải ấn vào cái nút send ở đây nha. Rồi. Thì sau đó chúng ta sẽ vào cái Gmail của chúng ta. Rồi, thì nó sẽ gửi về cái Gmail của chúng ta ha. Đó, thì mình kích vào đây. Thì đây chính là cái Gmail của nó này, mình tìm xem là nó nằm ở đâu ha. Đây này, cái no reply này, your verification code này này. Đây thì mình copy đúng cái mã này. À, chúng ta dán vô cái này. Rồi, chúng ta sẽ ấn register. Rồi, như vậy là mình có thể lưu cái Gmail đây ha. Rồi, chúc mừng các bạn. Các bạn đã tạo xong cái tài khoản này. Các bạn lưu ý là nhớ cái cụm mật khẩu nhé. Tài khoản và mật khẩu là cái email và cái mật khẩu của bạn vừa tạo này. Thì ở phần welcome ở đây này, các bạn sẽ nhìn thấy rằng nó có rất nhiều các cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ thứ nhất các bạn cần phải làm ấy, đó là bạn follow cái Twitter của nó và bạn kết nối với cái ví MetaMask của bạn ha. Cái nhiệm vụ thứ hai là đây là những cái nhiệm vụ mỗi ngày này. Thì đầu tiên bạn phải làm cái nhiệm vụ đầu tiên trước là kết nối ví này. Đó. Thì cái nhiệm vụ mỗi ngày của bạn là gì? Là bạn sẽ làm theo cái yêu cầu của nó. Bây giờ Thắng lấy ví dụ nha. Thắng làm cái nhiệm vụ đầu tiên là follow Twitter và kết nối ví. Thì Thắng ấn vào đây. Thì cái nhiệm vụ đầu tiên nó sẽ yêu cầu mình là kết nối ví. Mình kích vào cái bước 1 này. Đó. Thì đây. Cái đây là cái ví mình chưa kết nối. Bây giờ Thắng muốn kết nối, Thắng ấn vào Connect Wallet ở đây. Các bạn lưu ý rằng là nếu như bạn sử dụng điện thoại thông minh thì bạn sẽ phải copy cái đường dẫn này này vào trong cái trình duyệt của cái MetaMask thì nó mới không bị lỗi. Chứ còn nếu như bạn kết nối bằng điện thoại mà nó sẽ gặp khá nhiều trục trặc, rất là phức tạp. Hoặc là bạn phải cài thêm cái phí MetaMask vào nữa đó. Bạn sẽ mất thêm một cái lượt như vậy. Còn nếu như bạn sử dụng cái trình duyệt web thì bạn có thể cài cái ví MetaMask ở đây. Đó, rất là dễ. Các bạn tạo như thế nào? Các bạn vào phần tìm kiếm ấy, các bạn gõ là MetaMask extension. Đó. Thì bạn kích vào cái phần của Google ấy. Rồi, bạn bắt đầu thêm, bạn thêm cái đặt vào đây. Hà Thắng là thêm rồi nên không có nữa. Thì sau khi thêm xong thì bạn sẽ phải thiết lập cái mật khẩu cho cái ví và người ta sẽ cung cấp cho bạn 12 cụm mã ký tự. Bạn lưu trữ cái đó cẩn thận nha, vì mất cái đó là bạn mất hết tài sản, các bạn lưu ý nha. Thì cái này Thắng nghĩ rằng cô chú anh chị của bạn đều biết rồi, vì chúng ta cũng đã theo kênh từ khá là lâu. Rồi khi mà chúng ta có ví rồi thì các bạn sẽ phải làm một cái bước là các bạn kết nối, Thắng ấn kết nối này. Thì Thắng chọn cái ví Thắng có này. Bạn dùng ví nào thì bạn chọn ví đó. Thắng thấy MetaMask thì Thắng chọn MetaMask. Đó, thì nó sẽ hiển thị ra cái pop-up như này. Thắng nhập mật khẩu vào thôi. Rồi bắt đầu là Thắng sẽ kết nối ví bằng cách ấn nút tiếp theo này. Đó. Kết nối. Ok, chú anh chị các bạn. Thì bắt đầu ấn một lần nữa. Người ta hỏi, nó hỏi mình là có đúng là muốn kết nối chưa? Thì Thắng ấn kết nối. Rồi như vậy là Thắng đã kết nối xong ha. Thì Thắng sẽ quay lại cái phần này là đã xong cái bước 1. Bước 2 là mình sẽ đi follow thì ấn một cái nút follow ha. Rồi thì nó sẽ vào cái Twitter của nó. Đó, thì Thắng ấn follow thôi. Rồi, follow. Rồi sau khi follow xong Thắng quay ra. Nhiệm vụ của nó. Rồi Thắng ấn tweet này. Bước 3, tweet. Thì chúng ta sẽ tweet cái bài tweet của nó đây này. Đó, thì chúng ta ấn nút post. Rồi chúng ta sẽ
xong chúng ta quay lại cái phần home của mình này, phần profile của mình này, đó, mình kéo xuống mình thấy cái bài viết mình vừa đăng này đó, thì đây mình ấn vào cái phần này này, phần share này, mình ấn copy link rồi mình quay lại đây mình ấn vào cái, mình dán cái link lên và mình ấn verify. Rồi thành công, bạn đã nhận được cái số tiền sau sau 15 đến 10 phút đó. Thì như thế là Thắng đã xong một cái nhiệm vụ nha. Rồi thì nên xong nhiệm vụ thứ nhất, chúng ta quay lại phần này thì chúng ta đến cái nhiệm vụ thứ hai là mỗi ngày chúng ta quất, chúng ta trích dẫn và chúng ta tweet này, thì chúng ta ấn vào đây tiếp tục làm nhiệm vụ mỗi ngày nha, cái này mỗi ngày nha, thì chúng ta ấn vào cái phần quote and retweet này. Đó. Thì mình cứ post cái bài viết của nó thôi, không sao hết. Đó. Thì sau cái post xong mình lại về cái phần profile, mình tìm những cái bài mình vừa post đây này, đó, xong mình lại copy, mình lại quay lại đây, đấy. Xong mình dán cái đường link lên, mình verify, xong mình sẽ nhận được cái dương này, mình kích vào nó, mình sẽ nhận được đó, ngẫu nhiên Thắng nhận vừa được 1.500 đồng, đó, ví dụ thế ha. Bạn thấy rất là đơn giản. Rồi, Thắng tắt mấy cái này đi cho nó đỡ vướng này. Rồi, tiếp theo là nhiệm vụ trả lời cái hot tweet này. Mình lại kích vào nha. Để mình sẽ nhìn nó ghi rất rõ là bạn sẽ trả lời một cái bài tweet của cái bên Binance. Và cái content nó sẽ phải có cái gì đây? Cái chữ này này. Đấy, Super Love. Đấy, thì mình copy cái chữ Super Love. Đó. Nếu bạn không biết thì bạn ấn nút Google dịch nha. Rất là đơn giản thôi. Thì bạn kéo xuống, bạn ấn vào phần copy keyword and reply này đó, nó sẽ tự động nó tìm đến cái bài viết cho mình, thì rất là dễ đây, nó tự động nó tìm cho bài mình. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần copy paste vào đây thôi đó, chúng ta paste chúng ta dán vào đây, các bạn ấn vào copy rồi các bạn lại dán cái đường link vô, các bạn ấn verify, các bạn lại kích vào đây, nhận được 6.900 là rất là nhiều ha các bạn, rất là may mắn. Rồi, mình tắt đi nha, mình quay lại đây cái tiếp theo nữa là hot tweet tiếp này, mình ấn vào đây. Thì hot tweet này nó yêu cầu mình copy vào cái bài viết của Solana Grok này. Mình copy mấy cái này, cái hình xanh, chữ xanh lá cây này đó, mình lại ấn vào copy. Rồi, xong mình trả lời của nó vào đây. Cũng không cần phải viết gì đâu, chỉ cần có cái đấy là được thôi mà, ấn copy link. Quay lại đây. Đây, mình lại dán nó vào, xong mình verify. Đó, lại nhận được thêm 1.800 nữa các bạn thấy không? Đó, đây là cái cách bạn kiếm thêm mỗi ngày nha. Có cái nhiệm vụ nữa đây, nhiệm vụ daily talk nữa này, bạn kích đây tiếp, bạn ấn vào quote tweet này, rồi bạn lại ấn post này, quay lại đây thì bài viết mới nhất của bạn đây, bạn lại ấn về phần copy link, bạn quay lại bạn dán vô, bạn verify ha. Rồi cái này thì không được cái gì ha, coi như không may mắn đó. Thì mỗi ngày chúng ta vô nha, cái nào gọi là daily này thì là mỗi ngày này, daily là mỗi ngày này, có cái này nó là nhiệm vụ làm một lần thôi này, hai cái này là làm một lần đó. Còn cái này là mỗi ngày nha. Rồi, mấy ngọn lửa này đó các bạn lưu ý nha. Thì đây là chúng ta kiếm được thêm cái đồng đó, thì để chúng ta kiểm tra được thì mình sẽ ấn vào cái phần reward đây này, phần thưởng này. Cái này thì để ngôn ngữ xem là nó chỉ có tiếng Anh thôi các bạn đó, cho nên là mình chịu khó hào mình có thể ấn vào cái Google dịch nha. Thì cái mention reward là cái phần mình kiếm mỗi ngày, Task Reward là cái nhiệm vụ mỗi ngày, Mining Daily là chúng ta khai thác mỗi ngày, và cái Referral Daily là chúng ta tuyển được những cái người khai thác cùng mình ha. Thì đầu tiên chúng ta ấn vào đây này, đó thì mình sẽ kết nối cái ví của mình vô, nó sẽ tự động chuyển sang cái mạng gọi là mạng Grolli nhá. Thì chúng ta sẽ phải thêm cái mạng này ha. Nếu như bạn chưa có mạng này thì nó sẽ chưa hiển thị. Đó, các bạn thấy rằng là mặc dù Thắng chưa khai thác mà Thắng đã nhận được 25.000 điểm này rồi, các bạn thấy không? Thì 25.000 điểm này nó sẽ có cái tỷ lệ đối với cái MSN là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ để ý là cái tỷ lệ nó là 1 cho 0,00424. Thì để nó rất là thấp, cho nên là cái giá của cái token này trong tương lai sẽ khá là cao. Tuy nhiên các bạn lưu ý rằng đây là cái token ở dạng testnet thôi. Các bạn, thì bây giờ chúng ta sẽ lưu ý rằng là gì? Nếu mà chúng ta muốn đổi thì chúng ta sẽ ấn vào cái chúng ta copy này. Ví dụ tổng của chúng ta là bao nhiêu? Là 25.245. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái nút claim ở đây. Đó. Thì chúng ta sẽ phải vào cái mạng lưới là ETH testnet, chúng ta kích vào. Thì mình sẽ nhìn là mình dán cái số tiền mình có này. Đó. Thì với 25.000 điểm cái này thì mình sẽ được 107,1 cái token MSN thôi, mạng testnet nha. Nhưng mà chúng ta muốn làm ấy, thì chúng ta sẽ phải ấn confirm. Đó. Thì khi mà đang ấn confirm này. Rồi. Thì nó sẽ hiển thị ở đây này các bạn, là cái thời hạn để bạn claim ấy là 23 tiếng 59 phút. Khi bạn ấn nút get token này này thì là bạn sẽ claim về bạn. Thì ta ấn vào get token nhé. Thì các bạn sẽ lưu ý rằng là đây chúng ta sẽ phải ấn vào cái xác nhận.
Nhưng vì chúng ta chưa có cái gát cho cái mạng lưới này. Đó, cái gát này là cái gì ở đây, thằng ấn vào đây này cho mọi người xem. Thằng sẽ hủy ra nha, từ chối nha. Đây. Thì đây là cái mạng lưới nó tự động nó thêm cho chúng ta nha. Thì bây giờ cái này nó là một dạng thức mạng ETH testnet. Thì làm thế nào để chúng ta có thể nhận được cái này, thì bây giờ chúng ta sẽ cần phải vào cái Google, chúng ta gõ là faucet. Đây, gori ETH. Chúng ta tìm thấy cái này này, đây, cái đầu tiên luôn. Thì chúng ta vô đây thì chúng ta sẽ thấy cái giao diện của nó sẽ là như thế này. Thì cái việc các bạn cần làm là bạn sẽ ấn vào cái nút Academy Login này này. Mình đợi một chút cho nó load cái giao diện nha. Xong mình sign in with Google. Rồi mình chọn cái tài khoản của mình vừa đăng ký lúc nãy. Mình ấn tiếp tục này. Tính tôi là con người. Rồi như vậy là các bạn đã xong ha. Bạn chọn một số các cái thông tin. Ví dụ là bạn chọn bừa đi không sao hết. Không vấn đề gì đâu ha. Chọn cái nào cũng được. Rồi mạng lưới gì cũng được hết không sao. Free nha. Như bạn chọn cái plan là free nha. Cái này mình skip đi. Rồi. How do you about that? Thì mình ghi là internet. Last bill này. Rồi ok là xong ha. Vào đây. Sau đó bạn copy cái ví của bạn vào đây ha. Rồi bạn sẽ ấn vào tôi không phải là người máy này. Bạn sẽ chọn cầu thang thì đây cầu thang. Cứ sang mình thôi. Rồi. Thì bạn ấn vào send me ETH ha. Thì sau khi bạn ấn send me ETH ấy, thì nó sẽ gửi cho bạn cái ETH về đây. Một ít thôi. Đó, 0.02 này đó các bạn. Lưu ý nha. Rồi sau khi chúng ta có cái Colory ETH như này rồi thì chúng ta sẽ vào đây chúng ta get cái token này. Đó. Thì chúng ta sẽ đợi cho nó process cái hệ thống một chút, thì mình sẽ đợi nó hiển thị cái fee gas để chúng ta claim này. Và chúng ta ấn nút xác nhận nhé. Nó sẽ cần khoảng tầm đâu đó khoảng 10 đến 20 giây thì nó mới xác thực được. Có một số trường hợp mạng nó nhanh hơn thì nó sẽ nhanh hơn. Nhưng mình sẽ nhìn vào cái phần ở đây này, vào cái phần hoạt động này. Đó. Khi nào nó báo thành công thì sẽ thành công ha. Như vậy là chúng ta đã claim thành công, nó ghi rõ là received. Thì bây giờ mình muốn nó hiển thị cái token ở trên đó thì mình sẽ nhìn thấy ở đây nó có cái người ta gọi là MSN testnet contract này. Đó. Thì mình sẽ copy nó ha. Chúng ta vào đây. Đó là chúng ta ấn vào cái phần nhập token này này, chúng ta dán cái hệ thống thông minh của nó vô thì nó sẽ tự động nó nhảy ra cái token là EMSN này, thì mình ấn nút tiếp theo nha. Đó, thì mình sẽ thấy cái số dư của mình hiển thị ở đây rồi này, thì chúng ta ấn nút nhập. Sau khi nhập thì nó sẽ xuất hiện ở đây nha. Đó, thì chúng ta cứ tích lũy cái này này, cứ mỗi lần mình thấy cái ba lần này nó nhiều lên thì chúng ta sẽ đổi ra. Thì càng nhiều cái ba lần thế này thì chúng ta sẽ có càng nhiều cái cơ hội để đổi ra cái token chính. Thì các bạn có thể so sánh cái token này này, MSN này với cái chính của nó thì nó như nhau thôi mà. Đó, thì nó đều cùng chung một cái mã thông báo. Chỉ có cái điều là cái tỷ lệ đổi ra thì như thế nào thì mình chưa biết thôi. Đó. Theo như mình nhìn thấy ở đây cái tỷ lệ của nó ở cái phần on chain swap này này thì có khả năng cao là tỷ lệ là cái MSN và cái MSN credit swap ratio này thì nó là 1:3. Thì nếu như đúng là như vậy thì có khả năng cao là ba cái đồng testnet này, ba cái đồng này này, ba cái đồng này nó sẽ bằng một cái đồng mainnet. Đó thì mình có thể lấy 107. Đây mình làm một cái phép tính thôi cho nó dễ. 107 chia cho 3 đi thì bạn sẽ kiếm được khoảng 35 cái đồng này. Thì các bạn thấy rằng là gì, là bởi vì bây giờ còn rất là dễ kiếm mà cái tổng cung của nó có 100 triệu thôi. Thế nên là 35 đồng so với 100 triệu ở cái thời điểm khởi điểm ban đầu là khá là ok, đáng là như vậy. Còn ở cái phần airdrop này là các bạn làm thêm các cái nhiệm vụ airdrop ở trên cái trang chính thức của nó ở trên Twitter này này, thì thấy mình vô đây nha, thi thoảng nó có các cái nhiệm vụ airdrop này thì mình làm theo nó. Nếu như mình trúng thưởng thì mình sẽ nhận được những cái airdrop như thế này. Còn nếu mà chúng ta không có thời gian thì thôi, mình không cần quan tâm ha. Rồi. Cái phần tiếp theo mình phải để ý là cái mining này đó, thì bởi vì hiện tại Thắng chưa thiết lập nốt cho nó nên là chúng ta chưa thể nào mà chúng ta chạy được. Mới chỉ là những cái ban đầu thôi. Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn chạy nốt được thì các bạn sẽ phải vào cái phần gọi là phần SDK này ha. Trong cái phần SDK này thì mình có thể có hai lựa chọn. Nếu như bạn không có máy tính thì bạn chạy bằng cái Android. Thì để mà chúng ta chạy nốt của cái Android thì chúng ta đầu tiên là chúng ta sẽ click vào cái phần gọi là Check for more tutorials này. Chúng ta click vào đây.
Trong cái phần này mình sẽ tìm đến cái phần gọi là run Gaga node. Thì cái phần này mình sẽ tìm đến cái mục là run on Android nha. Thì mình chạy điện thoại Android mà nó không chưa hiện tại nó chưa hỗ trợ cho cái dòng điện thoại iOS, chỉ hỗ trợ cho Mac OS thôi và Windows thôi. Thì mình ấn vào cái nút run Gaga on Android. Thì mình kéo xuống dưới thì ở phần này này nó có cái mục gọi là cái mục Gaga Node Pro 0.0.0.apk ha. Thì trên điện thoại của bạn bạn ấn nút tải xuống thì nó tự động nó tải như thế này này. Rồi cô chú anh chị của bạn, thì nếu như chúng ta đã tải cái APK của GagaNode về rồi thì chúng ta sẽ phải vào cái phần quản lý của cái điện thoại của bạn nha. Bạn tìm đến phần quản lý tài liệu này. Thì tùy từng máy, có máy hiển thị quản lý tài liệu, máy hiển thị là file nha. Chúng ta tìm đến cái phần gọi là GagaNode này này, các bạn thấy không? Đó, thì các bạn ấn nút vào nó. Thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta cài đặt ở đây này. Đó, chúng ta ấn nút cài đặt nha. Rồi khi chúng ta cài đặt xong ạ thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta ở khu vực này này. Đó, thì mình sẽ phải giữ vào nó để mình chọn về cái phần thông tin ứng dụng ha. Thì mình sẽ phải thiết lập cho nó một chút, đó là gì ạ, là nó sẽ có một số những cái đặc quyền để chúng ta để cho nó chạy được ha. Sử dụng dữ liệu thì ở đây nó ghi là không có gì này, nhưng mà chúng ta phải kích hoạt cái chế độ chạy nền nha. Để nó chạy nền thì để lúc chúng ta tắt cái màn hình điện thoại đi, chúng ta đi ngủ thì nó vẫn chạy nốt đó. Cái đấy rất là quan trọng, còn nếu như mình không bật cái chế độ mình tắt đi á thì lúc mà chúng ta tắt cái màn hình đi là nó sẽ tắt luôn, nó không chạy nữa đó, các bạn lưu ý nha. Rồi chỉ thế thôi. Thì khi đó chúng ta sẽ bắt đầu là ấn vào cái Gaga Pro đây. Đó, nó sẽ hiển thị cái giao diện như thế này. Chúng ta chỉ cần lấy cái mã cái mã ID của chúng ta để chúng ta gắn vào đây thôi. Sau khi gắn xong chúng ta ấn nút Start Mining là nó hiển thị cái chữ Node Start Successfully, Build Connection Successfully là node đã chạy đó. Rồi thì sau khi nó chạy như thế này rồi thì chúng ta sẽ ấn nút Check My Reward này. Đó, chúng ta check my reward, sau đó là nó sẽ hiển thị ở đây thì mình sẽ sign in vô trong. Rồi, sau mình ấn vào cái phần ba gạch ở đây. Mình vào cái phần mining daily này. Đấy. Mình ấn vào đây ha. Rồi mình thấy nó chạy như này này, cái số nó nhảy như này là nó chạy rồi ha các bạn ha. Là chúng ta có tiền đó. Rồi ok, như vậy là chúng ta đã thành công với cái điện thoại nha. Rồi còn nếu như trường hợp bạn chạy trên PC thì bạn phải vào cái phần PC này. Và bạn sẽ nhìn thấy đây nó có rất nhiều lựa chọn cho chúng ta. Một là trên Linux 32 bit, Linux 64 bit và các cái loại Linux khác cũng như là Windows. Thì ở đây nếu như các bạn chạy điện thoại máy tính Windows thì bạn có thể thấy rằng có mấy cái phiên bản là Windows 32 bit, Windows 64 bit, Windows ARM64. Thì các bạn muốn biết các bạn ở cái mã nào thì bạn sẽ phải vào cái PC ở đây. Bạn copy, bạn gõ cái phần property này. Sau khi bạn ấn vào property thì nó hiển thị ra cái phiên bản của bạn đây này. Thì phiên bản của Thắng nó là 64 bit. Thì bạn sẽ phải chọn đúng cái phiên bản của mình thôi, nó rất là đơn giản. Đây, 64 bit. Chúng ta copy đúng cái này này, chúng ta copy cái này. Ấn vào đây. Sau khi copy xong thì chúng ta sẽ paste vô thì nó sẽ tự nó tải cho chúng ta này. Rồi thì sau khi bạn tải cái Gaga Node về thì bạn tiến hành bạn giải nén nó ra nha. Giải nén bằng cái bạn kích chuột phải nó, bạn ấn nút Extract này này. Thì khi Extract xong thì nó sẽ ra cái file như thế này. Thì bạn sẽ vào trong bạn ấn cái phần Gaga Node Desktop 0.0.1 Win64 đó. Nó phù hợp đúng với cái máy tính của bạn. Thì bạn bắt đầu bạn ấn nút Run Administrator ha. Khi bạn ấn xong thì bạn ấn Yes và bạn sẽ tiến hành bạn cài đặt ha. Đó, thì nó cái file cài đặt đây này thì chúng ta có thể lựa chọn là ai cũng có thể sử dụng ha, để cho nó dễ chúng ta ấn next 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 cài đặt thôi. Đó. Thì sau khi chúng ta cài đặt xong thì sẽ hiển thị ra cái giao diện như thế này này, thì các bạn chỉ cần vào trong cái này này, đây, bạn copy cái mã này, đó, xong đó là bạn dán vô cái này và bạn ấn nút restart thôi. Khi nào mà nó có cái chữ này Node started successfully là bạn đã chạy thành công ha. Thì khi mà nó chạy thành công như vậy thì các bạn đơn giản lắm, các bạn chỉ cần vô các bạn check thôi. Các bạn vào trong cái Gaga Node này, các bạn vào cái phần mining, rồi các bạn vào phần node thì nó sẽ thông báo cái node của bạn ở đây ha, đó, nó chạy như thế này này thì là nó chạy nha, đó. Nó báo chữ on này là nó chạy này, Windows này, đây, cái này là Thắng chạy trên điện thoại, cái này nó chạy trên Windows này, đó, nó on là được. Thì khi nó on được ấy thì các bạn vào cái phần mining daily này, các bạn sẽ thấy cái này nó chạy này, đó, nó chạy như này là được nha. Còn đâu cái biểu đồ này thì nó sẽ hiển thị mỗi ngày nha. Rồi, thì các bạn có thể thấy là nó chạy như thế. Thì mỗi ngày chúng ta thấy như vậy thì chúng ta có thể tích một cái khoản rất là lớn. Do đó là chúng ta vào cái phần
mention reward bạn đổi sau ha. Đó thì Thắng đã hướng dẫn cái cách đổi rồi thì chúng ta chỉ cần làm như vậy thôi. Thì như vậy là chúng ta đã có thể cài đặt được cho cái Garganote cho PC rồi.